Vâng, chào các quý anh em nhé. Hôm nay thì shop zipmen.vn có một cái sản phẩm muốn giới thiệu cho anh em xem nhé. Đây. Chiếc Zippo này có tên là trắng bóng góc và khắc logo Made in USA anh em nhé. Đây. Cây này có bản chất nó là bằng đồng nguyên khối và sau đấy được phủ lớp chôm anh em nhé. Rất là đẹp, màu trắng bóng. Cái màu đen này nó phản chiếu lại như gương anh em nhé. Đây cái điện thoại của mình. Đẹp. Rất là ok, rất là đẹp, đơn giản mà đẹp. Cái dòng này thì mình tiết lộ luôn tiếng kêu nó cũng khá là hay. Dòng này là dòng tái bản năm 1937 anh em nhé. Tức là cái thời năm 37 ấy, thì họ có sản xuất, công ty có Zippo sản xuất ra cái kiểu dáng như thế này. Và bây giờ thì họ làm mới lại, làm replica lại. Đây, làm tái bản lại. Cây này có bản lề 5 chấu, đều tròn. Đều và tròn anh em nhé. Hai cái chấm này là hai cái mấu hàn anh em nhé. Cầm xăng thì tầm khoảng 5 đến 7 hôm. Mặt sau thì nó là trơn, trắng trơn, không có một họa tiết hoa văn gì hết anh em nhé. Rất là đơn giản và cũng rất là tinh túy. Đây. Cạnh bên. Cái cây này ngoài có cái điểm nhấn là hai cái chặt góc và cái khắc này thì nó còn có một cái điểm là nó vuông vuông anh em nhé. Đây. Cây này rất là bóng, nó vuông ở trên cái phần nắp này. Đấy. Và nó cũng vuông ở phần mọc đáy, nó kiểu vuông vuông ấy. Mọc đáy thì mọc đáy lồi anh em nhé. Sản xuất năm 2019 thì đợt này shop còn đâu vài ba cây năm 2019 thôi. Đấy, mẫu này anh em mà muốn đặt thêm thì shop sẽ nhập thêm và năm thì có thể là 20 21 gì đấy. Như anh em để ý nhá, thì cái cây Zippo này không có chữ R trên cái logo Zippo anh em nhé. Tại vì là cái dòng này tái bản năm 1937 thì công ty Zippo chưa có đăng ký bản quyền anh em nhé, nên là chưa có chữ R đấy đâu. Tới tận năm 53 thì mới có. Đấy, nó đơn giản là như thế thôi. Nên là nhiều anh em hỏi tại sao là Zippo không có chữ R, là nguyên nhân là như thế nhá. Những cái chiếc Zippo nào mà trước năm 53 hoặc là làm replica của các cái Zippo thời đấy thì nó sẽ không có chữ R đâu. Những chiếc Zippo sau cái dòng 553 thì mới có R đấy anh em nhé. Ok, tiếng kêu thì đây ạ. Tiếng kêu khá là hay. Hay đây anh em ạ. Hay của nó đấy. Đây, nắp bên trong là sáng như thế này. Đấy, đấy, rất là ok. Cây này cứng cáp. Tiếng kêu khá là hay. Đây, hàng bên trong là cái sợi bấc anh em này. Đấy, rất là cứng cáp. Cái dòng Zippo chính hãng thì cái cây này ruột màu trắng anh em nhé. Những cái dòng mà ruột màu trắng là rất là bền. Cố đá này, cố đá cao. Đấy, cao, tròn và đều. Đấy. Bánh xe thì cắt xéo sâu nên là rất là bén. Bén lửa luôn. Anh em chỉ cần quẹt nhẹ là nó lên thôi. Nó phát ra tia lửa thôi. Cây này thì vó với ruột sản xuất trùng năm 19 anh em nhé. Cái tháng thì trùng hay không thành vấn đề đâu. Đấy. Cái này để thay đá, chất liệu bằng đồng luôn. Rất là đẹp. Đấy, bên trong rất là sáng anh em này. Cây này thì shop bảo hành trọn đời anh em nhé. Anh em dùng có vấn đề gì thì cứ alo cho shop thôi. Shop sẽ bảo hành cho anh em. Đấy. Anh em nào muốn đặt thì nhanh tay alo cho shop nhé. À, giá cây này là 750.000 anh em nhé. 750.000, bảo hành trọn đời, bao ship toàn quốc luôn. Anh em ở đâu thì shop sẽ bao ship siêu đi anh em nhé. Ship hàng siêu đi. Thì hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng đúng hàng thì anh em mới nhận. Vâng. Ok anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo số điện thoại bên dưới nhé. Vâng. Ok anh em. Còn anh em trên YouTube thì nhớ đăng ký kênh nhé. Với những anh em nào muốn xem nhiều mẫu mới thì lên Google gõ chữ zipmen.vn nhé. Vâng. Cảm ơn anh em đã theo dõi shop mình trong cái thời gian vừa qua. Chào anh em ạ.